Đang đến thêm Thanh Nguyễn. Rồi, cháu xin chào bác. Chào Nguyễn Ban, chào anh chị em cộng đồng. Dạ. Vừa rồi Thì xin thưa bác như thế này. Hôm qua thì chúng cháu có xuống Biên Hòa, nhưng lúc ấy xuống lúc có khoảng 7 giờ thì đến đây hơi 7 giờ rồi. Nhưng mà định điện thoại cho bác, nhưng mà nghĩ là bác từ Long Thành xuống nó xa quá. Thế thôi, anh ạ. Vâng, anh em nhé, chúng cháu ngồi ngay ở chỗ cổng 11 thôi bác. Dạ. đúng rồi, hôm qua tôi có theo dõi, tôi có nói xuống, tôi nghĩ là chắc các anh xuống xuống đó, Dạ. nhưng mà cho tôi chỗ tôi thì lại như xa, nhưng mà Vâng. tối nữa Vâng đúng rồi. chứ Thế không thôi cháu cũng không điện thoại cho bác nữa. Dạ. Vâng. nếu tôi mà thấy như anh xuống cả bây giờ là tôi lên rồi, tôi đứng Vâng. dậy lên nha để anh em gặp tí mà. Dạ vâng, tôi sẽ gặp bác ở một cái dịp khác mới ạ. Vâng. Dạ. Thì là vừa rồi đó hủ hai cũng là cháu ruột á. À thế ạ, vâng. Cháu ruột, nhưng Dạ. mà hắn có điện thoại, nó nói là khi nào cậu mà tổ chức gặp mặt là anh chị em cậu điện Vâng. cho con, nó ở Bình Dương, Dạ vâng. nó ở Bình Dương. Dạ vâng, nhà bác ấy Thì có như là có truyền thống gọi là cách mạng, và đến bây giờ vẫn còn yêu nước. Thì vâng, bác cứ nói chuyện đi, một lát nữa thì cái bạn Hữu Hiểm bạn ấy lên, thì bạn yêu cầu thì cháu sẽ mời bạn lên. Vâng, cháu mời bác ạ. Dạ. nó lên rồi, tôi được Vâng. coi như nó nói vậy thì cũng đủ rồi. Dạ. Thì nó có giờ thời gian trên mạng á, trên diễn đàn thì cũng có hạn, Dạ. anh em người nói 5-10 phút để bày tỏ cái quan điểm của mình, Dạ. chứ còn nói nhiều quá thì cũng hết cái thời gian trên diễn đàn. Dạ. Hôm nay tôi lên tôi nói có mấy cái chỗ này. Dạ. Thì hôm sau khi mà nói chuyện là ở chỗ hôm qua hôm kia á, là Dạ. nói chuyện với trên diễn đàn á, thì tôi có nhận được mấy lời là mời, rồi cũng mấy lời là coi như ở bên chỗ đi Bô Sa, nó trực tiếp, nó nhắn tin trực tiếp qua bên tôi. Tôi cũng nói với các bạn đó là một điều á, ngày trước đây á tôi đã đừng là từng đổ máu, thì bây giờ cái đổ máu tôi không sợ đâu, tôi không ngại đâu. Nếu như bạn chắc chắn rằng là cái diễn đàn của anh Bằng á, ở hở ngoại người ta là coi như là xem rất nhiều, cho nên mới biết được những lời nói của tôi là coi như là mà nó mới nhắn tin qua, cho nếu như là nó không xem thì nó không biết đâu. Dạ. Cho nên tôi cũng tuyên bố với các bạn là coi như là nếu như các bạn hù dọa đó, chứ còn bây giờ tôi nói cho các bạn, nếu như các bạn là muốn hù dọa là tôi ở nè tổ 12 ấp 6 xã Tân Hiệp huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, thích đến đây cỡ gì tôi cũng chịu, tôi cũng trả lời các bạn nó vậy, chứ đừng có nhắn tin qua cái như là Facebook của tôi mà đe dọa thứ này thứ kia, tôi không có sợ đâu. Tôi sợ thì tôi không có lên là cho diễn đàn mà tôi nói, mà Đúng không rồi. những tôi mà tất cả những người lên mạng hay Vâng. cộng người dân Việt Nam không bao giờ sợ các bạn, đừng đe dọa cái kiểu là chó má đó, đừng làm trò trẻ con đó mà người ta biết được người ta chê cười. Tôi trả lời với các bạn vậy, bản thân tôi mà nói dùng các bạn trời Bạn ơi, kiểm tra cái mạng đó. mà đặng đồng nó chê rồi thì bây giờ có ngại gì cái chuyện là giao búa của các bạn mà nó coi như là nó đi dạo mà dọa là coi Dọa như là hù một trò dọa vớ trẻ vẩn. con Vâng. điện thoại tới bây giờ thuê con đồ đi, tôi ở địa chỉ ở đó đó, cứ kêu con đồ là coi như là mà tới đây là coi như gặp tôi, thằng nào cũng được hết, thằng nào tới đây là coi như là mà dở thối con đồ đó là tôi tiếp liền, tôi tiếp liền, tôi không bao giờ tôi tránh đợi, đừng dở thối con đồ nó với tôi, mà kể cả 90 triệu dân Việt Nam nó dở thối con đồ đó nó cũng diệt các bạn, chứ đừng nói tôi trả lời là coi như lời với các bạn bên kia tí, chứ đừng có dở nó. Bây giờ hôm nay tôi lên nha, tôi chính thức thách thức các bạn đến gặp Nguyễn Xuân Thanh ở ấp 6 Tân Hiệp Long Thành tỉnh Đồng Nai, muốn kiểu gì tôi chờ chiều cờ cả đó, đừng có dở cái trò là coi như đồi bại, chờ dở trò con nít ai nói cái gì đó không theo ý của mình rồi hăm dọa đe nạt làm trò đe con, Đúng nó là lại rồi. cho là lãnh đạo đất nước được. Mà nhân dân những người như bác như cháu đâu có sợ chúng nó đâu, đúng không? Chúng Bây nó là giờ những coi như đứa tôi rẻ nói rách, các bạn nói đúng những cái trò đấy để cho người dân người ta căm phẫn thôi, thêm thôi,
Những người lên cái diễn đàn này người ta bình luận ấy đi kia, các bạn nhắn tin tới hù dọa, người ta căm phẫn thêm. Người ta thấy các bạn đau là người ta diệt đó, chứ người ta không để đâu. Đấy cháu nói với bác là sáng này đấy, cháu đưa đăng một cái tút lên. Tức cái bà kia sau là nói là một số anh chị Việt kiều bên kia đấy là nói là những cái bà là bà phụ nữ. Bà bảo là tao sẽ tìm nhà mày, tao giết hết vợ con mày, rồi tao giết hết mày nọ kia. Người này mày có giỏi mày về thì mày giết đi. Đó. Mày cứ nó phép chúng tao đã đưa lên diễn đàn rồi thì chúng tao đưa cái mặt chúng tao lên diễn đàn rồi thì chúng tao mà đâu có sợ sệt gì đâu, mà chúng mày chỉ những cái đứa coi như là to mồm già mồm thôi có làm được một cái điều gì. Tôi nói mà tôi nói với các bạn là những cái thằng mà xỏ lá bò qua, những cái thằng là chống cộng cực đoan là tôi trả lời với các bạn đó. Không những cái bản thân của tôi đâu, nhưng mà các bạn xúc phạm đến những người Việt kiều yêu nước tại các nước trên thế giới. Yeah. Khi tôi biết được, tôi cương quyết đấu tranh, ủng hộ đến cùng. Chứ đừng nói tới bản thân của tôi, trời ơi, cái bản thân của tôi mà tôi. Các bạn đến đây là gặp tôi, các bạn bạn biết liền. Biết liền chứ không có đừng nói đe dọa đâu, có như. Đâu có cái trò sỉ nhục thô cái như vậy mà cũng nói được, cũng làm được. Chơi cái trò trẻ con, chơi người chúng không nó, có cháu nói bác nhá. Mặt đi. Chúng nó chỉ dọa dỗ thôi, cái hôm mà 17 ấy là chúng cháu ngồi ở cái quán cà phê mà bên cạnh cái bưu điện, cháu nói đúng địa chỉ luôn, cháu cho phép chúng mày 2 tiếng hồ, tao ngồi đây 2 tiếng hồ, cháu live stream đàng hoàng đó. Đấy, cháu ngồi cháu live stream đấy, đúng đây nhé, vị trí tao ngồi nhá, trước mặt tao là nhà thờ Đức Bà nhá, đây quán cà phê.